Ok, chào các bạn. Ok, chào các bạn nha, tiếp tục nha. Đây là hai bộ servo 750W chạy chạy driver hãng nha các bạn. Chạy driver hãng thì tùy một số ứng dụng nha. Chạy driver hãng thì bắt buộc các bạn phải chạy điện 220. Tùy một số ứng dụng thì nó sẽ không phù hợp nha. Ví dụ như mình nói thật luôn á, mấy cái bộ mà động cơ kéo cho đầm tôm á, những cái nào mà liên quan tới nước á, hoặc là người già sử dụng á, các bạn nên chạy qua IC, chạy qua IC đó. Và tùy cái motor nha, có những khách cần tua cao thì có tua cao, cần tua chậm thì có tua chậm, chứ không phải nhất thiết là cứ đúng cái driver hãng thì nó sẽ chạy tua cao, nhưng các bạn không phải như vậy nha. Mình đã bán rất nhiều những cái bộ chạy IC tua vẫn đạt 5.000-7.000 được hết nha, không có sao cả nha. Nhưng mà ngược lại nó đem tới một cái tiêu chí tuyệt vời là không giật. Còn cái này giật nha, cái này các bạn không cẩn thận là giật nha. Cái này điện 220, chứ nói chung là cái cảm giác làm á, cái cảm giác xài á, nó không bằng cái kia nha các bạn. Cái kia các bạn có thể sờ mó thoải mái nha, còn cái này cẩn thận ha, cẩn thận, cái này không đùa được nha. Còn cái kia thì không vấn đề các bạn. Từ cái bộ đổi nguồn ra thì các bạn muốn làm gì làm nha, chạm chập, cầm chập các kiểu. Còn bộ này thì nói chung phải cẩn thận nha. Nhưng mà nói chung một số ứng dụng vào nhà máy hay gì đó thì điện 220 đúng không, mình vẫn xài bình thường. Nói chung là như vậy các bạn, thông tin là như vậy nha. Còn thì mình nói thật, phổ biến nhất vẫn là động cơ 220 này, điện AC. Ok, thì cách xài rất là đơn giản nha, bên mình đã làm hết tần tật rồi. Về khách chỉ việc cấp nguồn là xài, nó rất là đơn giản nha. Tại vì mình phải cài đặt rất là nhiều thông số trong đây nè, và sau đó sẽ đấu dây ra hết nha. Ok, một ngựa 750W cốt tiêu chuẩn. Phi 16 nha các bạn. 750W thì nó có hai loại cốt nha, một là phi 16, hai phi 19. Đó. Thật ra cái này bản thân nó cốt phi 19 nha, nhưng mà do nó tiện nhỏ đầu ra, còn 16 vẫn hộp số lắp vào á, có một số cái là 16, một số cái 19 nha, có hai loại luôn. Cho nên bộ này, hai bộ này là 16. Ok, cách xài thì rất đơn giản nha. Đây là một bộ nguồn 24V, shop sẽ gửi kèm cho anh khách nha. Thì nó có hai nguồn cấp các bạn. Một là nguồn 220, hai là nguồn 24. Nguồn 24 thì qua cái hệ điều khiển. Đây các bạn thấy mình đã ra hết công tắc nha. Chạy hai chiều nè, thuận nghịch nha, và một núm chỉnh tốc độ. Đó, mình cứ chập vào âm nha các bạn. Để chỉnh nhỏ nhỏ lại cho các bạn dễ nhìn nha. Đó. Mình chỉnh nhỏ lại đó. Nha, chập vào âm nha. Không chập vào dương nha, chập vào âm. Hai dây thuận nghịch. Ok, còn đẩy tua cao lên hết cỡ nha các bạn, cho các bạn xem. Đẩy tua cao lên nha. Đó. Bạn nghe nó chạy không? Nghe rất đã nha. Ok, và đây cũng là video test sản phẩm cho anh khách nha. Và hết bộ này thì mình chuyển qua một bộ nữa, là một bộ có thắng nha. Một bộ có thắng. Bộ có thắng 750W một ngựa cùng hãng nha, tất cả giống nhau hết. Đó. Thì servo có servo chạy driver hãng á thì bắt buộc phải có một cái cáp encoder các bạn. Cáp encoder nha. Các bạn encoder. Ok. Bộ này ok nha. Mình sẽ test luôn cái bộ kia rồi giao cho anh khách trong chiều nay nha. Bộ này hàng gấp. Ok, cảm ơn anh ủng hộ shop.